nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Bộ Công an đã tổ chức hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Tại Đà Lạt, những ngày qua, gần 1.000 vận động viên là các cán bộ chiến sĩ của 20 đội thi thuộc Công an các tỉnh thành và các cục trường Công an nhân dân khu vực phía Nam đã cùng tranh tài ở các nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn bài võ Hoa Mai Quyền, thi nội dung vượt vật cản, thi bắn súng nội dung bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, súng tiểu liên AK kết hợp súng ngắn và hai nội dung dành cho vận động viên nữ là thi bắn súng ứng dụng và thi bắn súng ngắn. Đông đảo nhân dân và cán bộ chiến sĩ đã được chứng kiến các màn võ thuật, các màn trình diễn về khí công, bắn súng, vượt vật cản, xử lý tình huống võ thuật vô cùng đẹp mắt. Hội thi cho thấy sự nghiêm túc, tinh thần rèn luyện, kỹ năng xử lý tình huống, trình độ võ thuật, bắn súng và ý chí chiến đấu vô cùng nghiêm túc của lực lượng cảnh sát, công an nhân dân đang công tác ở nhiều vị trí với những nhiệm vụ khác nhau. Được biết, hội thi được tổ chức thường niên và là một trong những hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, không chỉ để đánh giá kết quả, chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, mà còn nhằm biểu dương lực lượng và là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác của ngành công an.